Vâng, Aisai sẽ là người tiếp tục chơi Lina, Ajamate sẽ là người chơi Windrunner, X sẽ là người chơi Sen King, Ching Chong sẽ là người chơi Vet Rider và Mushi sẽ là người chơi Templar Assassin. Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu này, đã được spawn rồi. Vâng, trận đấu đã bắt đầu rồi, chúng ta sẽ cùng vào xem lineup của cả hai đội cũng như là của DK. Rồi TK sẽ là người cầm Bounty Hunter, Super sẽ là người cầm Gấu, Rubik sẽ được cầm bởi tên chạy nhanh quá mình không đọc được luôn. Dừng lại cái coi. Vâng, tôi sẽ xem đây vậy. Mami sẽ là người chơi Rubik, QQQ sẽ là người chơi Venom và Burning sẽ là người chơi Queen of Pain. Có thể thấy là cả hai đội lại di chuyển vào giữa phía rừng của nhau. Lina đang di chuyển ở phía trước rất xa, không thể có trường hợp nào. Vâng, cắm Sentry xuống ngay lập tức nhưng đã không thể làm được gì. Vâng, đã có sự di chuyển về của Bounty Hunter. 30 seconds to battle. Đã nhìn thấy Bounty Hunter rồi, chắc chắn là sẽ không phí thêm một Sentry nữa để có thể đuổi theo. Nhiều bạn, tôi đã nhìn thấy có một số bạn đã so sánh tôi với bình luận viên của bên League of Legends hay Liên minh huyền thoại của Garena, thì thật sự là nó không khớp với nhau tí nào, bởi vì League of Legends, Liên minh huyền thoại là một game hoàn toàn khác, và có thể là những fanboy của League of Legends sẽ có cái sự không hay, đó chính là rune regen, chắc chắn là sẽ phá hoặc là ăn luôn nếu để đây. Vâng, chính xác là như vậy, là Super sẽ ăn ngay. Thì có thể thấy là họ bình luận theo phong cách của họ và họ bình luận theo cái kiểu game của họ. Nếu như nói là bình luận hay không hay thì cũng rất khó nói. Phải nói là cực kỳ kinh nghiệm. Một mắt phá hai mắt. DK đang cho thấy sự kinh nghiệm của mình. Bad Rider sẽ solo với Bounty Hunter, còn Templar Assassin sẽ solo với Queen of Pain. Còn ở dưới bot sẽ là liên tục là những... Vâng, rất xin lỗi các bạn là PPU sẽ phải để Directed Camera một lúc. Có một chuyện rất hệ trọng đã diễn ra. Rất xin lỗi các bạn. Tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Yes! 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 Tí nữa, tí nữa. Dừng.
Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với trận đấu của DK và quả cam. Chắc chắn là PV sẽ cùng bay với các bạn trận đấu này. Lúc này thì DK đã ăn được first blood và người ăn được first blood đó chính là không ai cả. Số first blood có nghĩa là được chia ra một pha combat và cũng không ai ăn. DK là người chung cuộc ăn được. Lúc này cùng điểm qua acid đi này của cả hai đội. Vâng, rất xin lỗi cho bạn trong giây vừa rồi đã có một số cái cảm xúc không được vui. À, không phải là không muốn xin lỗi các bạn, là không được hay. Cho là tôi xin lỗi, là anh nhầm. Vâng, rất mong các bạn thông cảm. Vâng, đã có thể thấy là đến mạng thứ hai và Sen King sẽ là người nằm xuống. Vâng, nhưng đã được lại một mạng rồi Bad Rider. Nhưng Bad Rider liệu có chạy được không? May mắn cho Stan In. Vâng, xin lỗi, Trinh Choang. Đây là Stan In, có nghĩa là người chơi thay thế. Và Trinh Choang đã giết được Bounty Hunter trong khi chỉ còn một hit nữa thôi thì Tower cũng có thể kết thúc được Bad Rider. Trong khi đó ở mid thì có thể thấy là Queen of Pain farm khá ngang ngửa với Templar Assassin. Venomancer dưới bot lại kết thúc được một hero nữa, đó chính là Windrunner. Trong khi đó thì có thể thấy là Lina và Sen King vẫn chưa thể giúp ích được gì nhiều. Stun vẫn còn. Vâng, lúc này thì Windrunner đã di chuyển xuống rồi. Có thể thấy là một pha shackle không chuẩn xác. Pha shackle không chuẩn xác của Windrunner. Khá khó chịu với hai slow, hai nút slow đến từ DK và một giật sét cũng như là nhấc lên của Rubik. Trong khi đó thì hai stun đến từ phía quả cam vẫn chưa thể hiện được sự bá đạo của mình. Lượng vàng khác biệt hiện nay đã khoảng tầm 600 đang nghiêng về bên phía DK. Họ đã thua một game rồi, thua thêm một game nữa cũng không sao và thắng một game cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ là vấn đề điểm số ở đây mà thôi. Có thể thấy là lại một lần nữa thì Bad Rider lại lao lên phía trước, phải nói là rất hổ báo trong lối chơi của Bad Rider. Trong khi đó ở mid thì Queen of Pain có rune Haste. Có thể thấy là vâng, có thể thấy là dưới bot thì mặc dù có bộ đôi khó chịu hơn nhưng có thể thấy là Windrunner cũng như Lina và Sen King đang rất khó triển khai được lối chơi mà mình mong muốn. Đã có một slow rồi và Sen King vừa mới di chuyển đi mà thôi đã có lại nhấc lên. Windrunner lại nằm xuống. Sen King vừa mới di chuyển đi mà thôi. Tầm quan sát của DK rất kinh nghiệm, họ có cái mắt ở đây. Sen King vừa di chuyển đi thì họ đã chộp ngay cơ hội để có thể giết được Windrunner một lần nữa. Có nghĩa là Windrunner rất rất sợ. Đã có mắt xanh cắm xuống rồi, đang lao theo. Không được rồi. Đã có track đến từ Bounty Hunter. Bây giờ nếu như Bounty Hunter đuổi theo Bad Rider rất có thể là sẽ có một pha giết ngược. Bởi vì chúng ta có thể thấy là máu của Bad Rider không còn nhiều. Một pha chém slow. Pha chém thứ hai có lẽ là không đủ lượng đem để có thể kết thúc. Nhưng một ném có thể kết thúc được không? Một chém nữa mà thôi. Ulti đến từ Bad Rider phải nói là hay vô cùng. Nhưng có lẽ sẽ là một pha cùng giết nhau. Vừa rồi phải nói là hay vô cùng. Nếu như Bad Rider không phải nói là rất bất ngờ với pha xử lý vừa rồi của Bad Rider. Vâng, có lẽ là Venomancer đã chết rồi. Có nhiều bạn vẫn nói là lag, thì có nhiều bạn thì nói là mạng nhà mình chỉ 165.000 vẫn xem được. Và đặc biệt có một cái là của PPV là càng để thấp thì lại càng có vấn đề. Chúng ta có thể thấy là đây có thể là stream của PPV là hỗ trợ người nghèo. Cứ ai mà càng khó khăn thì lại càng dễ sử dụng. Có thể thấy là
Vâng, đã di chuyển về rồi. Bounty Hunter đã định di chuyển xuống để có thể hỗ trợ khi ngay khi mà có level 6 level 7. Nhưng có lẽ đã không thành công. Họ đã bị nhìn thấy và đặc biệt là có Sentry ở đây. Sẽ Lina một lần nữa di chuyển đi ra chỗ khác. Yamete cần phải thật cẩn thận, chỉ cần một nhấc lên nữa thôi thì chắc chắn là sẽ có người chết. Không được rồi, mà bây giờ là Lina. Lina vừa rồi đã thoát được một chém slow, có stun để giúp ích được hay không? Rất có thể là sẽ chết. Một pha định block nhưng không thành công. Vẫn còn rất nhiều đem đuổi theo và Venomancer mới là người kết thúc được. Windrunner đuổi theo. Shackle được ai hay không? Shackle chỉ cần để giữ lại để có thể Templar xin kết thúc và Sand King hỗ trợ bằng một stun. Bây giờ sẽ là đọa đem. Rất nhiều hero đã ra hỗ trợ rồi. Có bạn nói là mình muốn chiêu PA vào trong tình huống vừa rồi, thật ra không phải đâu. Các bạn đừng hiểu nhầm Pew như vậy. Pew chưa bao giờ dùng mấy cái kiểu đấy để PA, và bản thân Pew cũng không muốn nổi tiếng theo những cái kiểu như vậy, hay là mình cũng không muốn nổi tiếng. Các bạn đừng hiểu nhầm Pew như thế. Pew có một số tin bất ngờ thì rất mong các bạn thông cảm. Một trách. Các bạn muốn mình làm video cho những game thủ Dota 2, có lẽ là mình cũng sẽ làm video chỉ dành riêng cho những game thủ Dota 2 thôi, thì không biết là các bạn có ủng hộ hay không. Sẽ làm video vui vui về cái cảm giác khi mà đánh game Dota 2, hay là về chiến thuật, cũng như là đại khái là chung chung vui về Dota 2 thôi, chứ không nói chung nhiều về cuộc sống, mà cuộc sống mình sẽ chém gió trong những cái bản tin Pew Pew, hay là những trong talk show, hay là trong thời gian chờ đợi vào game thôi. Như thế thì có lẽ là sẽ hay hơn, còn mình sẽ làm video nhưng đại khái là thiên về Dota 2, về hướng dẫn các hero, về hướng dẫn các hero, hay là đại khái là làm về các cái bản update mới chẳng hạn, phải không ạ? Thì không biết là các bạn có ủng hộ không, chứ làm cho kiểu Jade Never Mind thì thật sự là Pew cũng không thích lắm, không hào hứng lắm, và mình thấy là mình còn khá trẻ, mình cũng chưa đủ tuổi để có thể phán xét về xã hội hay là về những cái nó cao quá so với mình. Bây giờ thì Underground Invi nhưng mà đã bị phát hiện rồi, rất có thể là sẽ không dùng ulti để kết thúc. Burning vẫn chơi rất cẩn trọng. Vâng, các bạn có thể vào kênh YouTube channel của Pew Pew, thì các bạn có thể thấy là mình cũng đã làm một số hero về một số hướng dẫn cơ bản về các hero rồi. Thì các bạn cũng có thể vào và xem, mình đã có một vài hero cũng như hướng dẫn lấy key, hướng dẫn cách setting, hướng dẫn cách như thế này này. Một chém nữa thôi và chắc chắn là sẽ có người chết. Đây là câu đảm bảo, một thú nữa mà thôi. Bây giờ là TP, một stun rất thay đến từ Sam King để hỗ trợ đồng đội của mình không bị chết. Vừa rồi thì nhanh một tay một chút nữa, có lẽ là Bad Rider đã TP ra và có thể là sẽ ulti một người nào đó để kéo về trụ, nhưng mà có lẽ là anh ta đã không kịp để ý. Lúc này thì lượng vàng khác biệt trận đấu khá là, tưởng rằng như DK đang có lợi thế nhưng không hiểu vì sao họ lại đang đánh mất lợi thế, và bây giờ thì lại hơn 700 vàng lại đang nghiêng về bên phía ulti. Giết ngay Sam King, phải zoom đến cả ulti. Lúc này có thể thấy Bad Rider vẫn đang cố gắng farm lên Blink. Blink sẽ chỉ còn cách Bad Rider khoảng tầm 800 vàng nữa mà thôi. Nếu như các bạn like fanpage của Pew Pew và vào Facebook, YouTube của Pew Pew thì thấy là Pew cũng đã làm được một số video rồi. Cũng rất mong các bạn ủng hộ. Thật ra cũng ủng hộ Pew Pew thì bản thân video của Pew Pew không đặt quảng cáo và cũng không có nhà tài trợ, thì thật sự là khi mà các bạn subscribe hay là like cái fanpage ấy, thì cũng chỉ là vui cho Pew Pew để Pew Pew làm tiếp thôi. Chứ các bạn cũng đừng nghĩ là PR để có thể câu view rồi thì là lấy tiền quảng cáo, thật ra không có đâu, chẳng có một đồng nào cả và cũng sẽ không có. Bây giờ thì đội quả cam đang phát nước ở mid,
Chúng ta thấy là có rất nhiều smoke và đội DK họ vẫn chưa thèm di chuyển ra. Bây giờ mới có đóng giáp. Họ đang di chuyển ra nhưng có lẽ là họ đã bị nhìn thấy rồi. Họ đã biết là đang di chuyển ra. Đã có bật smoke nhưng có lẽ là họ đã bị phát hiện là đã có bật smoke rồi. Thật sự thì điều mong muốn của PV đó là chúng ta có 1.000 người xem cùng một lúc. Mình có một thông tin vui vui thông báo cho các bạn, đó là kênh stream của chúng ta đang đứng vị trí thứ tư trên trên toàn bộ chương trình Twitch TV này, trên chương trình TV của Twitch này về Dota 2, đứng thứ tư, có nghĩa là trên toàn thế giới, so sánh trên toàn thế giới phải nói là một điều rất vui. Và trong một số thời gian khi mà PV kiểm tra thì kênh của chúng ta cũng được làm một kênh suggested. Bây giờ là nhấc lên một scroll, Win Runner ơi chạy vào đâu, nhưng trước khi chết cũng phải power shot đột phát. Bây giờ thì là Bad Rider với ulti cực kỳ khó chịu của mình vẫn chưa giết được Win Runner, nhưng đã phải chết đến hai hero rồi. Bây giờ là pha stun there, có thể thấy là rất nhiều hero sắp nằm xuống ở đây. Xem kênh đã có một pha nằm xuống để né được skill gì không, dậm chân để kết thúc được Sen King. Một pha 2-2. Có thể thấy là trong khi đó Templar Assassin vẫn đang rất thoải mái farm mà có đến rất nhiều hero nó phải nằm ở đây rồi. Một pha stun cú đẩy ra không được rồi, nếu như Bad Rider không chạy đi thì số phận của anh cũng là tương tự mà thôi. Bây giờ là slow rất nhiều tê lê, nhưng có lẽ là không đủ ulti đến từ, không hề có ulti, anh ta vẫn level 5 mà thôi. Rất nhiều hero còn ít máu, nhưng có lẽ là không đủ để có thể kết thúc được. Một chút máu nữa mà thôi, một hit nữa, không được một hit nữa. Và nhưng Winrunner liệu có chết hay không? Tôi nghĩ là Winrunner sẽ chết, vẫn còn cố vào shot một phát nữa. Có thể thấy rằng rất nhiều hero đã ra nhưng vẫn không kịp làm gì. Tiếp tục là những pha fit đến từ rất nhiều hero còn ít máu. Templar Assassin đã quá ham farm trong tình huống vừa rồi, không hề tele để giúp đồng đội. Thật ra anh không có tele thì đúng hơn. Venom rất cảnh giác, anh ta đã chui vào rất cảnh giác trong tình huống vừa rồi. Vâng, có một số bạn hỏi là nếu như mà DK thắng thì có đánh nữa hay không, thì đây là bo 2, họ đánh để tính điểm thôi chứ không tạo quyết định thắng thua trong trận đấu này. Còn một cái nữa đấy là PV khác với những người bạn, nói chung làm về cộng đồng một chút, khác với Nevermind, khác với du học Mỹ một chút, là PV không thích like mà PV thích các bạn bình luận. Nói thật là như thế, nếu như mà PV có post gì lên đưa lên YouTube hay là Facebook này nọ ấy, thật sự là PV like thì đúng là ai cũng thích. Ai cũng vui khi mà nhìn thấy like, đúng. PV thật sự là không thích like và không muốn các bạn like bằng việc là các bạn bình luận. Khi nghe các bạn bình luận là ok, làm tốt cái này, không làm không tốt cái kia, hoàn toàn thích cái đấy hơn. Nói đây là nói rất thật, nếu như các bạn, tất cả các bạn đang ngồi xem thì các bạn đều ủng hộ PV thì mới dám nói như thế. Còn những ai mà không ủng hộ thì họ sẽ chém, là thật ra chẳng có gì để bình luận cả. Thì PV rất mong các bạn thông cảm là PV lại thích các bạn bình luận để nghe các bạn nói hơn là các bạn chỉ bấm một nút like. Cũng chả hiểu là các bạn like là like thật hay là like cho nó có đại khái thế. Thì đấy là một cái khác của PV. PV thích các bạn đấy là thực tế hơn là chỉ bấm nút like, và cũng thật sự là cũng không biết là các bạn like cái gì nữa. Và cũng rất mong là kênh YouTube cũng như là kênh Facebook sẽ ngày càng phát triển hơn. Chúng ta thấy là lượng vàng khác biệt bây giờ vẫn ở mức 500, vẫn nghiêng về bên phía đội quả cam. Cam vẫn đang lên giá. Có thể thấy là Mushi đang rất giàu với lượng đồ như thế này. Có lẽ là chỉ một bấm hoặc hai bấm thì Venom, Mentor và Rubik sẽ ra đi chắc chắn rồi. Vâng, chắc là chỉ một hai bấm là sẽ ra đi thôi. Rất nhiều tê, không có tê lê, nhưng chắc chắn là sẽ sớm tê lê mà thôi. Bởi vì nếu như không có ai tê lê, thì ai sẽ đáp trụ ở đây? Có đến 5 hero của bên phía DK đang ở đây. Có thể thấy là sự lúng túng nhất định của lối chơi của những thành viên bên phía DK. Họ không biết là lên push hay lên đi đâu.
Vâng, nếu như các bạn không biết là Facebook của Preview ở đâu thì nó ở ngay phần dưới ở phần giới thiệu ấy. Thì là có đường link vào Facebook và cả YouTube nữa. Mình biết là khi mà phải viết comment thì nó mất thời gian hơn là việc bấm like, thế nhưng mà mình đây là ý thích thôi phải không ạ? Có thể là các bạn chỉ like 10 nhưng nếu như các bạn comment 50 thì thật sự đấy là rất vui. Và các bạn cũng không cần phải like, có thể là không like cũng được, nhưng mà mình muốn nghe các bạn muốn nói gì. Để có thể là Bad Rider sẽ chết. Và bây giờ thì chạy vào mắt cả Baby. Một pha phối hợp rất hay, dùng đến cả ulti để kết thúc được Bad Rider. Thật ra thì cũng không đáng, bởi vì chúng ta thấy là Mushi cũng như đồng đội của anh hoàn toàn thoải mái trong việc farm, lẫn kể cả anh ta vẫn rất thoải mái, nói chung là rất thoải mái. Và DK thì đã phải dùng đến cả ulti chỉ để giết một Bad Rider. Có thể giết, đây chính là sự lúng túng của bên phía DK. Họ khá bế tắc trong việc là dùng hero để combat cũng như là một slow. Bây giờ thì không còn ulti nữa rồi, ulti đến từ Lina vẫn không thể kết thúc được. Nhưng có thể thấy là lượng đam khá lớn đến từ Templar. Xin một bấm, hai bấm, chúng ta cùng học đếm. Bây giờ thì gấu chạy đi đâu hả Baby? Cả bao tiền đỏ cũng vậy. Bây giờ thì Templar xin đang một mình chống mafia buyback đến từ Rubik, liệu có giải quyết được vấn đề gì không? Templar xin sẽ là người nằm xuống. Windrunner đã phải bật Windrunner này để chạy rồi. Bây giờ thì sẽ là dùng track, một pha đẩy hơi bot, power shot phải nói là rất hay, sách cò cực kỳ chuẩn xác. Sen King đang đi lên, Sen King đang đi lên. Ulti đến từ Sen King, ulti đến từ Sen King và một pha hỗ trợ đẩy lại đến từ Bad Rider. Nhưng một stun nữa kết thúc được rồi, rất hay, rất kinh nghiệm. Nhưng cũng không thể chạy thoát được những pha combat liên tục. Nhưng phải nói là DK họ vẫn hơn một cái gì đó, họ vẫn kinh nghiệm hơn. Họ thật sự là vẫn kinh nghiệm hơn, nhưng họ không đủ may mắn. Triple kill cho Bad Rider. Những pha dằn dứ nhau và triple kill. Trụ top vẫn chưa mất, bên phía đội quả cam vẫn còn nguyên vỏ, họ vẫn chưa bị bóc một lớp nào. Invisibility. Vâng, trận đấu giữa Navi và Empire thì là từ tối hôm qua rồi. Đấy là viết là tối nay, nhưng thật ra là các bạn, nếu các bạn nhìn khi nào mình post thì mình post từ tối hôm qua rồi. Mushi ơi. Vâng, đã blink đi được rồi. Rất kinh nghiệm. Đã nhìn thấy gấu di chuyển qua cái bẫy này và ngay lập tức thì đã blink đi. Lina phía sau, một pha Shackle shot không được. Thật ra Shackle vừa rồi không hiểu vì sao không trúng, đằng sau còn rất nhiều cây, rất nhiều tele, phải nói là rất nhiều tele, cực kỳ nhiều tele. Bây giờ là Windrunner để chạy thoát, vẫn quyết tâm đuổi theo, đã có ném cả giết bằng được. Còn đâu Mushi vẫn thoải mái farm, cứ đổi mạng từng một mạng, từng mạng, từng mạng một. Còn phần còn lại của bên phía mỗi quả cam vẫn đang đi thu hoạch. Có thể thấy là họ rất thoải mái trong lối chơi, trong khi đó thì DK họ vẫn phải ôm nhau mà push mãi không được cái trụ bot này. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Cuối cùng thì cũng push được rồi. Cuối cùng thì cũng push được rồi. Blink lại. Không hiểu vì sao lại không. Có thể thấy là Mushi lúc này rất trâu chó rồi. Trong khi đó thì Rubik cũng như đồng đội còn rất ít máu. Winnerpain là người giàu nhất bên phía, người giàu nhất bên phía DK. Lúc này họ đã bật smoke, quyết định vào Androsan. Trong khi đó thì không biết là DK họ có phát hiện ra không. Có lẽ là đã ngửi thấy mùi thối. Họ đã ngửi thấy mùi thối và họ sẽ đi vào. Một pha blink vào ulti. Venomancer đã ulti rồi. Kết thúc ngay lập tức được không?
không thể kết thúc được. Sen King vẫn không hề ulti, không hiểu vì sao. Nếu như trong tình huống vừa rồi thì power shot cực kỳ chuẩn xác đến từ Yamate. Yamate có chạy thoát được không? Ulti đến từ Winner, không phải đến từ Queen of Pain, tôi xin lỗi. Lúc này thì Winner sẽ cố gắng chạy thoát. Hai hero đang đuổi nhau, đang có một pha ăn win. Hú tiếp tục được để kết thúc. Vậy là 1-2. Bao tiền tờ chơi vẫn rất khó trêu, cực kỳ khó trêu. Đuổi theo, quyết tâm đuổi theo được hay không? Quyết tâm đuổi theo được hay không? Đã có một ulti đến từ Sen King. Chắc chắn là sẽ có người chết, và đó chính là hai hero. Cả Bao Tiền Tờ và Rubik cùng nằm xuống. Trong khi đó thì Queen of Pain vẫn cố gắng đuổi theo. Lượng đèm rất lớn đến từ, phải nói là cực kỳ may mắn cho Burning. Khoảng tầm một hit nữa thôi thì sẽ chết. Những pha hỗ trợ nhau rất hay đến từ DK. 15 16 25. Nhiều bạn nói là vâng, rất xin lỗi các bạn là lại có công việc, chút công việc lại phải tai không để ý được trận đấu. Vâng, lại than nghèo kẻ khổ chút nữa, trong khi cả hai đội cũng không có gì đặc biệt. Lúc này thì lượng vàng khác biệt lại trôi về bên phía DK rồi. Chắc chắn là sẽ có quả bát nổ ra. Bao Tiền Tờ cho thấy sự khó chịu của mình. Tượng đầu trâu sẽ sớm được lên cho RTK thôi. Mới trận trước tôi vừa nói xong là tượng đầu trâu mới phù hợp với RTK, thì trận này anh ta đã nghe lời khuyên của tôi. Vâng, bị track như thế này thì rất khó chịu. Mushi đang rất khỏe. Anh ta giết được 6 mạng mới chỉ chết 1 và assist 1. Sẽ là một pha không thể solo được, không thể solo được Roshan. Đây là điều tôi có thể nói ngay với Mushi. Trong khi đó thì đã tóm được một pha stun hỗ trợ. Ulti đến từ Queen of Pain, nhưng đội hình của Quả Cam vẫn còn nguyên, chỉ có Lina nằm xuống mà thôi. Trong khi đó thì có thể thấy là Bad Rider vẫn đang phá combat rất hay. Lúc này thì có thể thấy là Mushi đang nằm giữa combat, chết ngay lập tức sau khi Dust được bật lên. Có thể thấy là Sen King vẫn chưa cho thấy sự bá đạo của mình, anh ta vẫn chưa có những pha ulti hay. Vẫn cố gắng để đuổi theo được. Có đuổi theo được hay không? Có thể đuổi theo được hay không? Vẫn quyết tâm đuổi theo. Không được rồi. Họ quyết định sẽ ăn Roshan. Roshan chỉ còn 3.000 máu xuống rất nhanh. 3.000 rưỡi. 3.000 rưỡi. 3.000 rưỡi. 1.200. 800 sẽ là một pha hơi mạo hiểm. Đã ăn được Roshan rồi. Trong khi đó thì Bao Tiền Tờ, Sen King lại một lần nữa chết. Sen King cho thấy họ đánh không. Ulti đến từ Lina vẫn không thể kết thúc được. Templar xin lao lên. Liệu có thể kết thúc được hay không? Không thấy có thể kết thúc được. Một pha stun rất hay đến từ Rubik. Cướp được stun và dùng rất hiệu quả. Vẫn tiếp tục là mạng bị mất nhiều hơn đến từ viên vị Orange. Không biết là các bạn nghĩ sao về việc stream Dota 2 như thế này. Bởi vì thật sự thì chúng ta có thể thấy là đây là một loại hình, có thể là các bạn đã từng, có thể là các bạn đã biết về việc stream AoE đế chế. Trước đây thì có, nhưng khá là theo kiểu phổ thông, đó là qua Shopcast hay là đại khái là qua một phần mềm nào đó, thì chưa thật sự là lên chuyên hoặc là đi theo hướng là
phổ thông để có thể là đưa lên một cách gì đó chuyên nghiệp. Hiện nay thì đã có Twitch cũng như là On 3D TV, thì có thể thấy là họ đang cố gắng đưa eSports lên một tầm cao mới. Trụ này có chắc chắn là sẽ nằm xuống rồi, không ai Rubik là người ăn được. Họ muốn đưa là một loại hình TV về eSports, và các bình luận viên của eSports hiện nay cũng được đầu tư khá là đầu tư thời gian, chứ được đầu tư thì thật ra cũng chẳng có ai đầu tư nhiều hơn rất nhiều. Thì không biết là các bạn ở Việt Nam nghĩ sao về loại hình một loại hình khá mới của eSports này, và có lẽ là eSports sẽ phát triển rất lớn trong khoảng thời gian sắp tới. Vẫn track được dù rất chi là xa. Pie tẩu đã được lên cho Betrider. Thật ra thì Pew rất vui, bởi vì thật ra thì trước đây khi mà Pew bắt đầu stream ở Việt Nam thì chỉ 10 người xem, rồi thì 20 người xem, có lúc lên được 50 người xem là vui lắm rồi. Nhưng thật sự thì cho đến lúc này mà có lượng người xem khá là ổn định, từ khoảng 130 đến khoảng bây giờ là khoảng 300 thì thấy là rất là vui. Sự phát triển là phải nói là khá lớn mạnh. Các bạn có nhiều bạn nào muốn là Pew mở mục tư vấn ở trong VOZ, nhưng mà như thế thì hơi ngại, bởi vì là sẽ có nhiều bạn vào ném đá là ví dụ như là Pew không là gì, tại sao lại dám mở topic hay là đại khái là như thế, thì nó sẽ không được hay cho lắm, phải không ạ? Pew muốn là làm gì thì mọi người cùng phải vui, chứ làm gì mà bị ném đá thì nó sẽ có thể là vẫn tiếp tục ôm nhau combat. DK vẫn để cho Musi farm một cách rất thoải mái. Manta đã hoàn thành ở trên Musi rồi. Musi vẫn quyết định là farm tiếp, chơi rất cẩn thận. Thì nói chung là preview cũng có thể làm thôi, không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng làm thì phải có sự ủng hộ, và không biết là các bạn có ủng hộ, các bạn ủng hộ cái gì thì mới dám làm. Vâng, biến lọn đã được hoàn thành ở trên Queen of Pain. Bây giờ mà có biến lợn nữa thì Queen of Pain sẽ rất bá đạo. Anh ta có thể solo kill bất kỳ một ai. Lại là một pha chém, track rồi đi về. Nhưng lần này thì có Betrider rồi. Chạy đi đâu rồi? Dùng với cả ulti để kết thúc. Sen King rất ít khi ulti, nhưng một khi anh ulti thì ulti chỉ một người. Trụ bot đã được một mình Templar sẽ kết thúc rồi. Có một bạn đang hỏi là Pew có tuyển thêm mem cho BHBT không, thì thật sự với bạn là lúc này BHBT đang có 3 team và sắp tới là 4 team thì cũng khá đông rồi, và cũng Pew muốn là phát triển chậm nhưng chắc có lẽ là sẽ là trong thời gian tới sẽ không tuyển thêm nữa, mà sẽ chỉ train với nhau để phát triển thêm về clan, về trình độ clan thôi, mà sẽ không tiếp tục tuyển thêm mem. Lúc này thì mem đã khá đông rồi, và rất khó để có thể cho bạn có thể thể hiện được. Có thể là bạn pro hơn cả Pew Pew cơ. Có rất nhiều bạn đánh hay hơn Pew Pew. Pew Pew có lẽ là chỉ là anh em quý mà vẫn còn giữ ở trong clan thôi, chứ thật ra Pew đánh fit thì thật sự là cả clan có khi mới đèo nổi. Chứ còn Pew Pew thì fit thì các bạn đừng hỏi. Sẵn sàng đai trụ, sẵn sàng đai trụ, dùng hết skill rồi chết, không cần biết là như thế nào. Chỉ cần có thể lên và chém được hero đối phương phát là đã sướng rồi. Đây là cái kiểu đánh của Pew Pew, đó là càn quấy, và đôi khi là đánh top chẳng hạn, mà đôi khi cái kiểu đánh của Pew Pew làm cho đối phương thường chát cái kiểu là fuck you, xong rồi bảo là mày có thể quýt được không, mày thật là khó chịu, mày là thằng quái là vậy, tại sao mày khó chịu vậy, mày có thể để tao yên không đại khái thế. Thì Pew fit thì kinh lắm. Các bạn đừng nhầm là vâng, lại là một pha, có thể là cả hai team cùng chơi khá buồn ngủ.
Nếu như không ngồi chém gió các bạn thì có lẽ là các bạn cũng đã bỏ hết stream rồi. Tôi thấy là cả hai đội cùng push trụ lẻ và sau đó thì lại đi về. Có smoke hay không? Không có smoke. Không có smoke thì chắc chắn là bị phát hiện rồi. Trong khi đó thì Musi vẫn đang farm free ở đây. Nhưng nếu bị biến lợn, không biến lợn, nghĩa là không hề combat thì thôi, trong lúc lượng vàng khác biệt hiện nay là không đáng kể, coi như là ngang nhau. Cả hai đội cùng đang có, trước đây thì mỗi một đội có lợi thế một thời điểm, nhưng họ đều không thể tận dụng được lợi thế đó, vẫn để cho Musi farm. Thật ra thì với line up như thế này thì tôi lo ngại cho quả cam hơn rất nhiều. Về lết thì đã có mở lửa vẫn không đi ra. Rồi chơi rất cẩn trọng, phải nói là cực kỳ cẩn trọng. Vâng, thế thì bây giờ tại vì các bạn xem nhàm thì chúng ta vẫn xem game, nhưng Pew sẽ kể chuyện Dota 2 cho các bạn nghe vậy. Câu chuyện các bạn các bạn thường thấy là như thế này. Vâng, bây giờ thì vừa định kể chuyện thì các ông này đang lại định combat. Đã có track rồi trong khi chưa kịp phá luôn. Một quyết định phải nói là ngu không thể tưởng tượng được của ROTK. Nhưng Super sẽ là người đỡ cái sự ngu đó cho ROTK. Anh lao ra bật ulti, hú đến từ Queen of Pain. Senking chết rồi, nhưng thật ra Senking cũng ra ulti rồi, chết cũng không sao. Bây giờ mới là sự thể hiện của Musi. Musi đã nằm xuống rồi. Musi đã nằm xuống rồi. Vâng, Musi đã nằm xuống. Có lẽ là sẽ blink đi mà thôi. Và TP. Thật ra thì Senking chết trong tình huống vừa rồi là hơn Bounty Hunter rất nhiều, bởi Bounty Hunter là deal damage chính cũng như là deal damage phần lớn bên phía DK. Queen of Pain thì chỉ hú và đem tay thì hiện nay cũng chưa có nhiều. Thì chỉ có Bounty Hunter và Panda mà thôi, mà có thể thấy là anh ta di chuyển ra. Có thể thấy là anh ta khá là ngu khi mà có thể thấy là có sentry ở đây thì người ta mới đang phá ward, phải không ạ? Mới đang phá mắt, nhưng anh ta rất tự tin đi ra sát khu vực này. Senking thì vẫn chưa có blink. Có thể thấy là X đang đánh rất chi là tệ. Vâng có thể thấy là Winrunner Yamate lại một lần nữa di chuyển. Một con lợn chạy nhanh hơn cả một con gấu. Vừa rồi là một pha định combo giết Winrunner nhưng không thành công. Musi vẫn tiếp tục solo push, mà thật sự là push rất nhanh. Lại một lần nữa thì là một pha thành công. Ulti không giết được ai. Queen of Pain còn rất ít máu nhưng có lẽ là sẽ có thể thoát được. Lúc này thì có thể thấy là một chút máu thôi. Venomancer chạy được rồi. Bây giờ là Queen of Pain đã hú rồi, nhưng có thể thấy là Musi nằm xuống rất nhanh, ta bị êm đến chết. Shackle cực kỳ chuẩn xác, biến lợn rồi. What the hội man. Vâng, bây giờ go. Bây giờ thì muốn go. Có thể thấy là lượng máu rất thấp. Lina là người còn nhiều máu nhất, nhưng anh ta đã ra ulti rồi và cũng không thể làm được gì nhiều trong tình huống này nữa. Ai là người đủ dũng cảm để có thể ấn unpause đây. Musi đã, tôi không hiểu vì sao Musi lại chết nhanh như thế, thật sự là như vậy.
không có ai, không có ai đủ tự tin, không có ai có đủ tự tin để có thể bấm ăn pause. Vâng, tất cả cùng để tay ở trên phím. Ai bấm ăn pause đây? Đó chính là Rubik. Như có thể thấy là người nào đã chết rồi. Một pha dậm đất nữa và kết thúc được Lina. Uzi chết quá sớm. Nếu Uzi chết chậm hơn một chút, có lẽ là anh ta sẽ được team wipe. Một lần nữa thì ngày hôm nay có lẽ là Pew sẽ phải nói lại một câu mà trước đây đã từng nói rồi, đó là cảm ơn VOZ rất nhiều. Sức mạnh của VOZ đúng là không thể phủ nhận. Lần nào mà có VOZ vào thì cũng đều đông. Đây là một câu mà phải khẳng định. Và có thể thấy là Sen King vẫn đang rất nỗ lực để farm lên Blink. Anh ta farm quá chậm. Blink đã được hoàn thành rồi. Vâng, có một bạn than là trận này chán quá Pew ơi. Bây giờ mình phải làm gì đây? Vâng, bây giờ thì mình sẽ chơi một hero cho các bạn vui vậy. Mình sẽ chơi Bounty Hunter. Vâng. Vâng, sẽ lúc này sẽ cố gắng farm để có thể lên được Vla. Vâng. Vâng, cô sẽ thử xem sao, sẽ cố gắng farm chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn cách khoảng tầm 100 vàng nữa thôi. Đây là sẽ farm nhưng không được rồi. Nhả tao ra, cứu tôi thôi, bật Breaking Bar rồi, chắc chắn là chạy được rồi. Thằng ngu kia nó không blink mình, mày quá. Thật ra là nó có blink nhưng không kịp. Vâng, có thể thấy là Breaking Bar đã cứu sống Bounty Hunter trong tình huống vừa rồi. Một phá xử lý. Bây giờ là sẽ chạy về. Không hiểu là Musi đã bị kết thúc ở dưới bot. Lúc này thì đồng đội của anh đang bị hấp diêm. Chắc chắn là đồng đội của anh sẽ không thể làm được gì. Không hề có ai điều đem. Yamate cũng không hề chơi xuất thần trong trận đấu này. Không có một cycle nào là có xuất thần cả. Ulti đến từ Wilander. Bây giờ thì bị lốc lên rồi. Chắc chắn là sẽ có người chết. Và đó chính là Wilander. Đảm bảo là chạy về đến base cũng chết. Dire's middle tower is under attack. Vâng, bật Mekan 38-20 rồi. Nếu như Musi không chơi thông minh hơn thì rất có thể là sẽ không còn. Lúc này thì đội DK họ sẽ quyết định là ăn Roshan. Thật ra thì chúng ta, thật ra Pew có một cái này, vì trận đấu khá là nhàm thì Pew sẽ chuyển sang chém gió một tí để cho các bạn vui. Thật ra thì nhiều người ở Việt Nam có một cái câu đấy là trẻ trâu, mà thật sự thì Pew cũng không hề biết đâu, cho đến khi thời gian về sau thì bắt đầu hỏi bạn bè thì mới hiểu được ý nghĩa của câu trẻ trâu. Thì thật ra nhiều bạn thì coi trẻ trâu là một cái gì đấy không hay, không vui. Trong cuộc sống của chúng ta thì ai cũng có lúc trẻ trâu, nói thật là như vậy. Ai trong lúc bực quá, cáu quá hoặc là muốn vui thì sẽ trẻ trâu một chút cho vui. Mà trẻ trâu thì sẽ cũng có cái hay của trẻ trâu đấy là gì các bạn biết không? Có trẻ trâu thì nó mới vui. Không có trẻ trâu thì nó sẽ có cái vui của cái... Nhiều khi nếu chúng ta bực vì những cái gì mà trẻ trâu, những bạn mà kiểu còn khá là cứng đầu các bạn ấy nói thì đúng là bực thật. Nhưng nếu như các bạn để ý một cái chút đi, các bạn thấy rất chi là vui. Nếu như các bạn ngồi cười, các bạn ngồi mà muốn cười vì những cái câu nói của các bạn mà kiểu như là các bạn ấy còn phát biểu những câu hơi buồn cười ấy,
thì các bạn sẽ thấy rất chi là buồn cười như thế này này. Yamate một lần nữa chết. Yamate trận này chơi quá tệ. Yamate có những pha xử lý phải nói là 1-19, vâng, fit nhiều, ví dụ nhiều bản như thế này không thể tưởng tượng được. Ông này ông chơi như kiểu lần đầu tiên chơi sàn kinh vậy. Bây giờ là OT nhưng không có stun thì lấy cái gì để mà giết, đúng như vậy. Lina lại nằm xuống rồi, cả Yamate một pha sách cò nhưng có lẽ là sẽ không giải quyết được vấn đề gì nhiều, lại chết nữa rồi. Vâng, Blink như Gosu nhưng chắc chắn là cũng chỉ để về trụ ôm trụ mà thôi. Templar Assassin cũng đã bị kết thúc rồi. Đã có câu chuyện này mình cũng chia sẻ với các bạn. Ví dụ như thế này, mình làm video về một video nào đó thì các bạn mới gửi tin nhắn chứ không thèm bình luận vào video nhá. Bạn ấy gửi tin nhắn cho mình, bạn ấy gửi tin nhắn vào hòm thư. Mày chơi như cờ ấy, mày phải chơi như tao, mày thích cái PM tao, nick Steam của tao này này. Thế thì mình cũng tò mò, mình cũng lên mình add ngay. Mình add ngay nhưng mà mình dùng nick clone thôi, nick giả thôi. Mình lập, thế xong rồi mình add ngay. Bạn ấy, mình accept, mình bảo là mình là fan hâm mộ của bạn, thấy bạn chơi lần trước pro quá. Mình add để mình học hỏi. Thì bạn ấy đồng ý ngay. Mày đúng, mày chắc biết tao xem mấy kênh tao rampet với tao với kiểu godline là chuyện thường tình. Mà vâng, em xem anh chơi nhiều rồi. Thế nên là có thể thấy là có lẽ là DK sẽ sớm có GG thôi, sẽ có sớm có Mega Creep thôi. Có thể thấy Mushi vẫn chưa ra mà đội hình của lượng vàng khác biệt bây giờ đã lên đến 12.000. Vâng, đúng mốc để quyết định GG. Thế thì hôm ấy anh ấy rủ mình party chơi chung nhưng mình bảo là không, em đang bận, em chỉ xem ngồi xem anh chơi thôi, em đang học bài. Thế thì mình mới ngồi mình ngay lập tức mình ngồi mình xem, phải chưa, vào để ý ông này từ đầu đến đít. Thế ông này ông last hit thì 10 con chắc được, mình được con của ông này ông được chắc được 0.5 con, có nghĩa là khi nào mà chắc chắn là không có creep đánh ông ấy đánh con range ấy, có nghĩa là không ai động mà con này ông gõ từ đầu đến cuối thì chắc được con range. Và combat thì ông chơi mình cũng không định nói là hero gì mình chơi, và hôm ấy mình bảo là anh chơi con đấy cho em xem. Thì ông ấy đứng ông nhìn khi nào mà chắc chắn là có một con chuẩn bị chết, ông vào ông bấm phát cho ông chạy ra. Ông bảo đấy, thấy không, chơi phải như thế. Đấy, từ đó đến cuối game không mua cái mắt nào cả. Từ đó đến cuối game ông ấy chỉ build đồ giết người thôi. Cái con đấy nó đã có skill mà để giết điểm rồi, ông cũng lên cả đây gần nữa, phải nói là bá đạo, phải nói là bá đạo luôn. Game mới thua ông quay ông chửi đồng đội, mày không cắm mắt cho tao farm rồi thì mày không làm này, mày không làm kia. Mình sau đấy mình bảo PM anh đúng, trận này anh thấy, em thấy anh quá chi là gánh team. Trận này phải nói là anh biến loạn lần này thì chạy vào mắt ở bấy bấy. Mushi đã một pha đẩy đi và vẫn còn sống. Đây sẽ là combat cuối cùng của game bài, tôi chắc chắn là như vậy. Và phần thắng sẽ thuộc về DK khi mà cả Sen King, Mushi và Bedwar đã nằm xuống rồi. Bây giờ thì lốc lên. Nào, chúng ta cùng học đếm. 1-4, ra đi ngay lập tức. GG. Quả cam đã được vắt hết nước, đã là một quả cam khô. Thì ngay lập tức mình cũng bảo là anh chơi quả này gánh team quá, gặp được người như anh, em nói thật với anh biết thời buổi này gặp người gánh team như anh không phải là nhiều đâu. Thì anh bảo đấy, mày anh chơi lần sau mày thấy không, anh đáng phải là đúng là Gosu của Việt Nam ấy, nhưng anh không thích nổi tiếng. Anh mấy cái bọn mà đánh pro ở Việt Nam ấy thật ra là anh thấy nó đánh bình thường lắm. Ừ, anh thật ra bóp hết bọn đấy toàn đệ của anh mà. Ừ, nhưng mà thật ra anh không thích nổi tiếng. Ừ, thế thì mình bảo là anh đúng là Gosu khác, để có gì em bảo mấy thằng bạn em học anh đánh, hiểu không? Ừ, thế